À, nhà bây giờ đẹp rồi. Đấy. Câu nó phải thế chứ nhỉ. Đúng không? Cậu về cậu sửa nhà cho rồi. Chào các cô với các bác, các chú và các anh em ạ. À, xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh An Nông TV. À, các bác thân mến, hôm nay lại tiếp tục cùng bạn Sàng, bố Bỉm Sứa mang một cái niềm vui đến hai mẹ con cháu Thương các bác ạ. Đấy, hôm nay thì cũng buổi chiều đi qua chỗ bạn Sàng. Bạn Sàng thì ở gần gần đây nên là cho bạn Sàng đi cùng để cho vui. Đấy, nhà bạn Sàng thì đối diện ngay đây thôi. Cách đây khoảng, nếu mà đường chim bay thì tầm khoảng 300 m, nhưng mà đi đường vòng là hết một cây, đúng không? Đúng. Mỗi người trông một quả đồi. Rồi, sau đây xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. À, đi này. Hôm nay đến thì có mua cho cháu nó 30 quả trứng nữa. Hôm nay có nhờ một đứa cháu làm caramel. Đây, nhà cậu thì ở ngay nhà bên trên, còn nhà dưới thì Thương với lại mẹ câm điếc với lại bà ở. Đấy, hôm nọ cũng nghe tin là cậu về sửa cho cái nhà rồi, đúng không? Ây da, sửa nhà đẹp đấy nhỉ. Không biết chào ai à? Chào đi. Cháu chào bác. Các ông các bà chứ? Cháu chào các ông các bà. Cháu tên là gì? Thương. Tráng là Thương. Nào, cho bác qua nhà một tí nào. Cái nhà bây giờ làm đẹp hơn nhỉ. Đi vào đi. Nhà làm đẹp rồi đấy nhỉ. Trâu của nhà ai? Hả? Cái gì? Trâu của ai? Cậu. Cậu à? À, cậu lại buộc trâu ở dưới này. Ô, nhà đẹp nhỉ. Thế bây giờ lại dịch ra đây rồi. Thu nhỏ hơn đúng không? Bỏ đi một cái cột. Tránh hết bên trong. Nhà bây giờ đẹp rồi. Đấy. Cậu nó phải thế chứ nhỉ. Đúng không? Cậu về cậu sửa nhà cho rồi. Đấy, cũng rất là vui các bác ạ. À, đây. Trước đây là mấy cái cột bị mục mọt rách hết. Mấy đứa này là con của ai? Cậu. Hả? Con của cậu à? À. À. Đấy, cái nhà nó đẹp như này cơ mà nhỉ? Đúng không? Đỡ sợ rách, đỡ sợ đổ đúng không? Hả? Phải không? Lấy quả mướp ở đâu về đấy? Hả? Cái này là quả me chua à? Vâng. Lấy về để làm gì? Ăn. Lấy về ăn à? Vâng. Lấy về làm rau ăn à? Làm rau thật à? Vâng. Ấy da. Đây, nhà nó phải được sửa gọn gàng sạch sẽ rồi. Nhà. Là thu nhỏ khoảng mất tầm khoảng một nửa nhà. Thế bây giờ thì cái nhà sắp đổ đến nơi. Thì sau cậu đi công ty về thì cậu làm cho sửa nhà lại nhà cho đấy. Thì vừa rồi có cô Quỳnh ở Canada, cô có nói là cậu về sửa nhà cho thì mừng, thì bà thưởng cho Thương là hơn 2 triệu. Cô Quỳnh ở Canada và bà Vân ở Hà Nam, thì cô Quỳnh cô có nói là rất là mừng được cậu về nhà sửa nhà cho. Thế thì bà lại cô chuyển cho 2,5 triệu, cô chuyển tổng là 3,576,000. Thế thì cô có dặn cháu ông là cho
cháu thương là 2,5 triệu. Cho Hiên con của anh ông là 500. Cho anh ông là 576.000. Tiếp là có bà Vân ở Hà Nam gửi cho 300.000 nữa. Thì đợt này nhận tổng là hai bà giúp cho cháu thương là được là 2,8 triệu. 2,8 triệu cộng vừa rồi là còn 3,890,000. 2,8 triệu cộng 3,890,000 thì bằng bao nhiêu? Hả? Cộng được không? Không biết cộng à? Ôi giời, tầm tuổi này mà không biết cộng. Ngày xưa bác bằng tuổi thương 5 triệu. Chỉ biết 5 triệu thôi. 5 triệu thôi á? À? Ôi giời ơi, ngày xưa bác như tuổi thương á, bác cộng rất là tốt. Chẳng qua là bây giờ bác già rồi, cái đầu nó kém, phải dùng máy tính. Dạ, yeah, đúng không? Vâng. 3,890,000 cộng 2,8 triệu. 6,690,000 nhá, không phải là 5 triệu đâu nhá. Thích lấy 5 triệu hay lấy 6 triệu? Hả? 6 triệu. Thích lấy 6 triệu. Yeah, đúng không? Vâng. 3,890,000 là cái cũ vừa rồi là gặp thương với lại bà ở trên đường đúng không? Vâng. Là bác trao cho 600 à? Vâng. Ừ, thế là còn dư là 3,890,000 thì vừa rồi là được cộng thêm vào 2,8 triệu nữa. Là tổng hiện tại là được 6 triệu. 6 triệu này. 690,000. Đấy. Là vừa nãy bác mua cái trứng kia là bao nhiêu nhỉ Sang nhỉ? 30 quả. 30 quả là bao nhiêu? Chả biết quả bao nhiêu. 90.000. Ừ. Trừ đi 90. 30 quả 33 là 9, một quả 3.000 mà, đúng không thương? Vâng. Đi ra đây. 90.000. Là 90.000. Thì hiện tại là lấy 6,6 triệu trừ đi 90 thì còn bao nhiêu? Còn 6.000. Hả? Còn 6.060. 6.060. 6 triệu. Nào. Là còn 6,6 triệu trừ đi 90.000 thì còn bao nhiêu? 6,690,000 trừ đi 90 thì còn bao nhiêu? Hả? Là còn 6,6 triệu nhá, nhớ chưa? Cái đuôi này bỏ đi. Đúng không? Vâng. Thế mà đi học đến lớp 7 rồi, chết rồi. Đấy thì cũng xin thay mặt hai mẹ con và bà xin chân thành cảm ơn cô Quỳnh ở Canada và bà Vân ở Hà Nam. À, cũng đã yêu thương hai mẹ con cầm điếc và bà thì cũng đã gửi tiền để ủng hộ hai mẹ con. Cháu Anh Ông xin cảm ơn, cháu Anh Ông xin chúc cô và hai bà luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn dõi theo kênh Anh Ông TV. Thương cảm ơn đi, nhìn vào kia không phải nhìn bác. Cháu cảm ơn. Dạ. Dạ cháu cảm ơn bà Quỳnh. Bà Quỳnh. Nghe nhá, bà Quỳnh ở Canada và bà Vân ở Hà Nam. Bà Quỳnh. Dạ. Dạ. Cháu cảm ơn bà Quỳnh ở Canada và bà ở Vân. Bà Vân ở Hà Nam. Hà Nam. Cháu gửi cái gì cho? Gửi tiền cho cháu đi học ạ. Rồi. Các bác biết là người rừng ở miền núi thì không, mặc dù có đi học nhưng mà về cái tiếp xúc thì cũng không được nhiều. Đấy, khi mà đi đến trường học thì quay về nhà lại phát sóng ngắn với nhau.
nên là cũng không biết nói nhiều. Mong là hai bà thông cảm cho cháu nó. Với cái số tiền mà của cô Quỳnh này và của bà Vân nữa, và trước đây có số tiền còn dư của bà Phong Trương ấy, thì cháu anh ông cũng sẽ giữ vào quỹ để cho cháu nó, trích cho cháu nó đi học dần. Đấy, cháu nó thì hiện tại cũng đang đi học. Thế vừa rồi là bác đến bác cho 600.000 ấy, thì hiện tại là còn dư bao nhiêu? Còn 200. Còn 200? Vâng. Ăn cái gì mà nhiều thế? Đi chợ dùng. Đi chợ dùng? Vâng. Chết rồi. Đi mấy chợ nhỉ? Chợ. Dùng nhiều thế? Dùng ít thôi. Vâng. Để tiền để đi học nhá. Vâng. Cái tiền này là bác không cho Thương một lần nữa nhá. Vâng. Mỗi lần bác cho đi thôi nhá. Vâng. Để đi học, không phải là để đi ăn chơi nhá. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Đi chợ mua cái gì? Mua quả. Mua quả hết 400.000. Mua gì? Dùng. Hả? Mua gì? Hả? Đấy, cái trứng ở đây đâu? Đây là 30 quả trứng gà nhá. Vâng. Này, cầm cẩn thận nào. Mồm đâu? Cháu xin ạ. Cháu xin ai? Xin bác. Người ta cho cái gì mình phải xin nhá, nhớ chưa? Vâng. Ừ. Không được lấy không nhá. Vâng. Thì là còn 200.000. Thế thì bây giờ là mình tiêu nhanh thì mình hết tiền nhanh đúng không? Vâng. Là mình sẽ không có tiền đi học đúng không? Vâng. Có phải thế không? Vâng. Hả? Phải. Phải à? Vâng. Ừ, phải thì tiêu nhiều thì hết nhiều thôi, hết nhanh thôi. Nên là sẽ không có tiền đi học tiếp. Đấy. Thế thì lại tiếp tục cho cháu nó tầm khoảng 200 nữa đi nhỉ? Nhá? Vâng. Cho nhiều ăn nhiều thôi. Chỉ tiền thì thứ nhất là đi mua, hết tiền thì đi mua cá này, mua thịt về nhà với mẹ với bà ăn. Vâng. Nhá? Vâng. Ừ. Đấy, còn đi chợ, đi học còn đổ xăng nữa đúng không? Vâng. Mỗi ngày đi là đổ hết bao nhiêu tiền xăng? 30. 30.000. À. Thế lấy trứng đi đặt đi. Lấy trứng đi đặt ở đâu đi? Bác sẽ cho 200.000 nữa nhá. Vâng. Mấy hôm bác lại qua, cho nhiều thì lại tiêu nhiều đúng không? Vâng. Cho 250 đi nhỉ? Yeah. 250 cộng 200 nữa là còn 450 đúng không? Vâng. Là mỗi một một sáng đi học là 30.000 thì 6 ngày đúng không? 6 ngày đi học là 66 à 36 18 hết 180 một tuần đúng không? Vâng. Ừ, còn ăn kẹo niếc nữa. Nhỉ. Yeah. Vâng. Thôi cho 400 nữa nhá. Vâng. Ừ. Cháu xin. Rồi. Thế là bây giờ 6 triệu 600 trừ đi 400 thì còn bao nhiêu? Hả? Còn 600. Hả? Còn 6 triệu 300. Còn thiếu nhiều hơn nữa. Trừ đi còn nhiều hơn nữa. Là còn 6 triệu 200 thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Là còn 6 triệu 200 nghìn thôi. Không phải là... Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày mà. Đấy. Nhá, để cho bà cất. Không được tiêu nhiều nhá. Mùi nói này ngọt thôi vì hôn tham sắp tin con...
30.000 nó còn ăn nữa nhỉ. Mỗi ngày đi học cho tầm khoảng 40.000 đi nhỉ. Đây là cái cầu thang à? Hay làm như kiểu cái bậc tam cấp? Sang thích ở nhà này không? Lim mới sang. Lấy mướp ở đâu? À, ai trồng đấy? Bà trồng. Thế định lấy cho ai? Lấy cho bác. Ôi giời ơi, lại lấy mướp cho bác rồi. Nhiều quả đấy. Mướp này bé bé đó, nhà mình trồng được nhiều không? Có nhiều bớp mướp không? Hả? Già hết. Già hết rồi. À, đây kia, trồng ở kia, để nó leo leo ở kia. À, chiều chiều rồi, đến thăm cháu nó một lúc thôi. Để gửi ít tiền để cho cháu nó. Thì một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các cô, các bác, ông bà cũng đã yêu thương cháu, thương. Cũng lại tiếp tục gửi tiền để cho cháu nó. Thì cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Thì cái thước phim này xin được khép ở đây. Xin chào. Cháu Ân Hưng xin phép được giới thiệu với lại tất cả ông bà, cô bác và mọi người là Ân Hưng có bán các sản phẩm ở trên cái gian hàng nho nhỏ của cháu Ân Hưng. Đầu tiên là vừa rồi có rất là nhiều ông bà, cô bác có dặn cháu Ân Hưng là làm cái sản phẩm củ giấy. Thì cháu Ân Hưng cũng đã làm được rất là nhiều rồi. Vừa rồi có dặn dân làm thì được chỗ này tầm khoảng hơn chục cân. Ngoài cái sản phẩm củ giấy thì cháu nó có bán mật ong rừng và mật ong khoái. Thì mùa này thì cũng mùa mưa nên là cháu nó không bán mật ong. Có hiện tại là còn một ít nữa thôi. Mật ong còn tầm khoảng 20 lít nữa là từ đầu năm cháu nó đi mua của dân về. Và tiếp thì cháu nó có bán cái trà hồng sâm, trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu nó có bán hoa đu đủ đực này, nấm ngọc cẩu, táo đỏ và trà mát gan, dây thiều canh. Trà mát gan là hỗ trợ những anh chị nào mà hay sử dụng rượu bia ấy. Đây là trà mát gan này. Mát gan lợi mật giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, là uống thay nước hàng ngày. Cái sản phẩm là một người khỏe hai người vui nữa. Tiếp đây là nấm ngọc cẩu, cũng là một người khỏe hai người vui. Và chè nhâm trần. Chè nhâm trần thì các bác mua thì các bác để ý là nó có chè nhâm trần thì nó rất là thơm. Còn một loại cây cái gì, cây bồ bồ hay cái gì đấy cũng gần giống nhâm trần, nhưng mà nó không có vị gì, nó không có mùi, nó không thơm như chè nhâm trần, là mùi rất là thơm. Tiếp đây là hạt dổi. Tiếp đây là cây tầm gửi gạo, gạo tía nhé. Cây tầm gửi gạo tía là công dụng mát gan, chứa viêm gan C này, thải độc cho người bị thận, viêm cầu thận, chứa sỏi thận, phù thận, thải độc men gan, giảm béo, tăng thể lực. Tiếp đây là cây cỏ máu, cây huyết đằng, bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nó có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá. Và chè dây. Chè dây thì cháu nông không sao đâu, cháu nông lấy về để thái, đun uống thay nước hàng ngày. Nếu mà bác nào bị đại tràng thì các bác mua về đun uống thử. Đấy, như cháu nông trước đây bị bụng sôi gục, nhưng mà sau dùng cái chè dây là nó hết sôi bụng.
Cái B là táo đỏ nhé, táo đỏ cái này là lấy về ngâm tiểu. Với cái sản phẩm cháu Văn Ông vừa giới thiệu, ông bà, cô bác, cô chú, anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào đấy thì ủng hộ cháu Văn Ông để cháu Văn Ông có kinh phí đổ xăng để đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao. Cháu Văn Ông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Sau đây xin mời các bác tiếp tục theo dõi video.